Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà. Bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 200 m² và chi phí ngôi nhà này hoàn thiện từ 1.5 cho tới 1.2. Thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Hình thức thiết kế bên ngoài ngôi nhà này với những đường nét đơn giản, màu trắng là chủ đạo và điểm nhấn sẽ là những cái màu cam màu sậm màu hơn để cho ngôi nhà có sự nổi bật cũng như là khỏe khoắn và cứng cáp về công trình. Mặc dù ngôi nhà điểm nhấn đơn giản như vậy thôi nhưng mà cái vẻ đẹp của nó sẽ đẹp mãi mãi về sau, ngôi nhà nó sẽ không hề bị lạc hậu được quý vị ạ. Đấy. Nhiều nhà thì cứ đắp vẽ rồng phượng, gọi là kết hợp nhiều màu quá, đến lúc có thể đẹp một lúc nào đó thôi nhưng về sau nó lại rất nhanh bị lạc hậu đấy quý vị ạ. Đấy, quý vị nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Đó. Hình thức bên ngoài quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Và đây cũng chính cho là ngôi nhà do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế cho nhà chú Thuận có địa chỉ tại Ba Vì, Hà Nội. Cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng thầy trò NTN về tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà báo hiếu bố mẹ. Đấy. Đấy. Hình thức bên ngoài các bác thấy có đẹp không ạ? Quá đơn giản nhưng ngôi nhà lại cực kỳ đẹp và nổi bật. Đấy. Đây là khi mà chúng ta nhìn từ trên mái nhìn xuống đây các bác này, sẽ thấy rõ được hệ mái cũng như là hệ chuồng chim. Đấy. Mái Nhật thì cần phải có chuồng chim để làm thông thoáng cái hệ mái này quý vị nhá. Không có chuồng chim thì mùa hè cũng như là vào những ngày nắng nóng thì rất là khó chịu. À. Ngôi nhà này thì đang có tổng chiều mặt tiền là 20 m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 10 m. À. Không gian phòng khách phía trong 43,70 m². Đấy. Phòng khách thiết kế lệch sang một bên này các bác này. Không gian phòng thờ 13,35 m². Phòng bếp phòng ăn 28,88 m². Nối cửa đi về đằng sau khu vực sân ướt, bếp phụ, khu giặt, khu phơi. Và ở bên sườn bếp có mở thêm một nối cửa này, cũng là lối cửa đi về sau nhưng mở thêm để tạo độ thông thoáng cho cái không gian bếp của chúng ta cũng như là tạo độ thông thoáng cho cả không gian của ngôi nhà. Đấy. Nhiều khi mở càng nhiều cửa thì cái độ thông thoáng và cái sự trao đổi không khí của ngôi nhà nó đều được lưu thông, nó đều được thoát khí thì ngôi nhà của chúng ta nó mới trở nên thông thoáng được quý vị. Đó. Phòng ngủ số 1 13,5 m². Phòng ngủ số 2 13,25 m². Phòng ngủ quá rộng luôn. Phòng ngủ số 3, phòng ngủ master của ngôi nhà 18,40 m². Vệ sinh khép kín đây. Đó. Bên cạnh vệ sinh khép kín sẽ là vệ sinh chung. Đấy. Ở ngôi nhà này thì vệ sinh chung được bố trí cũng như là thiết kế rất là tiện lợi. Ví dụ khách ngồi uống nước ngoài sân chẳng hạn mà muốn đi vào vệ sinh thì có thể đi vào cái sảnh phụ này. Đấy. Đi đến vệ sinh chung luôn, không phải đi qua nhiều không gian của ngôi nhà mới đến vệ sinh mà đi thẳng sảnh phụ vào vệ sinh luôn, quá tiện lợi luôn các bác ạ. Đấy. Hoặc là trong cái quá trình ngôi nhà hoàn thiện xong có vệ sinh phía ngoài nữa thì lại càng tiện lợi hơn nữa. Khách khứa thì muốn đi vệ sinh thì không phải vào trong nhà chính. Đấy. Vệ sinh bên khu vực vệ sinh phụ phía ngoài cũng được. Đấy. Phòng ngủ số 4 14,40 m². Đó. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với quý vị và khán giả mẫu mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 200 m² và chi phí hoàn thiện từ 1.5 cho tới 1.2 này. Quý vị nào mà đang chuẩn bị làm nhà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy email riêng để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cho quý vị nhé. Một lần nữa xin chúc quý vị và khán giả có một ngôi nhà
sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Và đây là những siêu phẩm của thầy cho mình. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở video sau ạ.